xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine cần 3 chiến thắng để được phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự. Himas kết hợp UAV dán đoàn sống xét xuống mặt trận Donetsk, Nga ra sức chống đỡ. Người phụ nữ Nga gián tiếp giúp Ukraine tấn công phao cầu Crimea. Nhóm lính Nga tố cáo chỉ huy muốn họ chết để che đậy thất bại trong trận chiến. Quân Ukraine mở rộng đầu cầu ở Kriki, đường cầu tốc Oleski, Novaya đã bị cắt đứt, quân Nga hốt khoảng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine cần 3 chiến thắng để được phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự. Kính thưa quý vị, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần 3 chiến thắng để tiếp tục nhận sự hỗ trợ an ninh và quốc phòng từ các đối tác. Phóng viên Uniform đưa tin cho biết, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã nói về điều này trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Cộng hòa Latvia Edgar Trikovic ở Kiev Ukraine đang kỳ vọng một quyết định tích cực về việc phân bổ vốn bổ sung từ Quốc hội Mỹ và gói 50 tỷ euro do Liên minh châu Âu cung cấp, cũng như triển khai chính sách mở đối thoại về việc gia nhập EU. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, cuộc chiến này hay cuộc chiến kia có ảnh hưởng đến viện trợ hoặc cắt giảm viện trợ cho Ukraine không? Có. Đó có phải là một sự sao lãng thông tin không? Vâng, đúng vậy. Trung Đông đang diễn ra một cuộc chiến ngay lúc này, nó làm bớt đi sự chú ý dành cho Ukraine. Đây là một thách thức đối với chúng tôi. Như tôi sẽ nói với bạn rằng, các quốc gia rất có trách nhiệm và các nhà lãnh đạo có trách nhiệm của nhiều quốc gia khác nhau hiểu được thách thức này. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cả đối tác của Ukraine nhận thức được rằng Nga đang tận dụng tối đa sự leo thang ở Trung Đông để chuyển sự chú ý của công chúng khỏi việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Nên Kiev đang làm mọi cách để ngăn chặn điều này xảy ra. Ông Zelensky nhấn mạnh, chính quyền Ukraine cũng đang tích cực làm việc để bảo đảm sự ủng hộ của quốc tế dành cho nước này không giảm. Đặc biệt, theo ông, các công việc đã được tiến hành với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, với cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ cũng như với Liên minh châu Âu. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi cần ba chiến thắng. Đầu tiên là ở Quốc hội Mỹ. Đây là một thách thức, không hề dễ dàng, không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng Ukraine phải làm mọi thứ và hơn thế nữa để có được sự trợ giúp này, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công hơn. Thứ hai là chúng tôi cần sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu để gói 50 tỷ euro, không đi đâu khác. Ngày nay không phải ai ở EU cũng sẵn sàng ủng hộ gói này, nhưng chúng tôi phải bảo đảm rằng mọi người đều ủng hộ gói đó. Thứ ba là một cuộc đối thoại cởi mở về tư cách thành viên tương lai của chúng tôi trong Liên minh châu Âu. Đây là một bước đi tạo động lực cho chúng tôi. HIMARS kết hợp UAV, giám đoạn sớm xét xuống mặt trận Donetsk, Nga ra sức chống đỡ. Ngày 24 tháng 11, phát ngôn viên của nhóm tác chiến phương Nam của Nga, Vadim Astafiev, thông báo với TASS rằng họ đã bắn hạ 12 máy bay không người lái và 6 rocket HIMARS của Ukraine trên hướng Donetsk trong vòng 24 giờ trước đó. Cụ thể, phát ngôn viên người Nga này cho biết, các đơn vị phòng không bắn rơi 12 UAV Ukraine gần các khu định cư Besky, Marinka và Novopetrikovka tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk cùng với 6 quả rocket Hivars. Ngoài ra, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phương Nam này cũng được cho là đã đẩy lui khai đợt tấn công của Ukraine gần Klitschukka và đánh vào nhân sự và thiết bị của đối phương gần các khu định cư Radolovka, Kuyomovka và Vajukovka. Trong khi đó, ngày 24 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hệ thống phòng không nước này đã bắn rơi 13 UAV Ukraine trên bầu trời bán đảo Crimea và ba chiếc nữa trên vùng trời khu vực Volgograd. Theo bộ này, đây là các UAV cánh cố định. UAV đã trở thành một đặc trưng của các chiến sự gần đây, đặc biệt là cuộc chiến vũ trang đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Nhiều chúng lại UAV đã được đưa ra chiến trường và sử dụng với số lượng lớn, cung cấp thông tin tình báo chi tiết theo giờ thật và tung ra các đòn đánh chính xác, bất ngờ vào mục tiêu, gây ra thương phong lớn cho đối phương. Cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực nghiên cứu, cải tiến và sản xuất thật nhiều UAV phục vụ cho chiến sự. Thực tế này gây sức ép lên hệ thống phòng không của mỗi bên. Hiện nay, tác chiến điện tử sử dụng sóng điện từ đang là một hướng đối phó quan trọng với UAV đối phương. người phụ nữ Nga gián tiếp giúp Ukraine tấn công vào cầu Crimea. Cơ quan an ninh Ukraine báo cáo rằng, một du khách Nga đã giúp đỡ họ trong quá trình lập kế hoạch cho vụ nổ trên cầu Crimea. Theo đó, một công dân Liên bang Nga đang đi nghỉ trên du thuyền đã quay phim về chuyến đi của cô. Video vô tình thể hiện rõ ràng cấu trúc bên trong của vòng cầu, giúp Ukraine dễ hình dung điểm quan trọng cầu tấn công. Đoạn video được quay từ góc độ này đã giúp xác định thời điểm nên tấn công cầu Crimea để gây thiệt hại tối đa cho nó. Các sĩ quan phản gián đã nói về điều này trong bộ phim tài liệu SSU, hoạt động đặc biệt của chiến thắng. Nhân viên phản gián có biệt hiệu Radcon cho biết, để chuẩn bị cho hoạt động, hầu hết thông tin được sử dụng đầu tư các nguồn mở. Một trong những nguồn của thông tin đó là đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ nga đang đi nghỉ ở khu vực cầu crimea trên một chiếc du thuyền và quay phim cấu trúc bên trong của phòng cầu nhân viên phản gián quân đội ssu với ký hiệu grom nói rằng mỗi người nga có điện thoại thông minh đều là người bạn đồng chí và khách hàng tốt nhất của chúng tôi chúng tôi có cơ hội quan sát nhiều vật thể bên trong nước nga trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hãy để họ quay phim nhiều hơn chụp ảnh và đăng lên mạng nhóm lính nga tố cáo chỉ huy muốn họ chết để che đậy thất bại trong trận chiến. Một nhóm binh sĩ nga đóng quân ở Ukraine mới đây đã tung ra một đoạn video trong đó họ cáo buộc chỉ huy quân sự của họ đã giao cho họ một nhiệm vụ với hy vọng rằng điều đó sẽ giết chết họ. Những người lính cáo buộc động cơ muốn họ chết của người chỉ huy là để che đậy những sai lầm trong quá khứ của ông ta khiến cho các binh sĩ khác thiệt mạng vào thứ sáu những người lính ban đầu đăng video của họ trên telegram nhưng qua một dự án truyền thông độc lập chuyên dịch các tài liệu về cuộc chiến nga-ukraine sang tiếng anh đã chia sẻ đoạn clip này trên nền tảng X. trước đây là twitter newsweek không thể xác minh độc lập đoạn video và đã liên hệ với bộ quốc phòng nga qua email để yêu cầu bình luận qua thường xuyên đăng tải video bình lính nga bày tỏ sự bất bình với tổng thống nga vladimir putin hoặc các nhà lãnh đạo quân sự của ông. Cuối tuần qua, tài khoản mạng xã hội X của Quartration đã chia sẻ một đoạn video được cho là quay cảnh những người lính Nga khỏa thân bị buộc phải ở trong hố vì không chịu chiến đấu. Ngày thứ hai, dự án truyền thông này đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh một người lính Nga đang cầu xin cá nhân Putin để đảo ngược mệnh lệnh đưa anh ta trở lại tiền tuyến Ukraine sau khi anh ta đã mất hoàn toàn thị lực ở một mắt trong khi chiến đấu. Một người lính đã phát biểu thay mặt nhóm trong video và xác định vị trí của họ là Green Key. Bài đăng ngày thứ sáu của Quasilation cho thấy các binh sĩ đang đích thân kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho họ thời gian nghỉ phép. Green Key là một ngôi làng nhỏ ở miền nam Ukraine, bên bờ đông sông bờ Khu định cư và khu vực xung quanh là nơi giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây. Và hồi đầu tháng này, Kiev tuyên bố rằng Lực lượng của họ đã thiết lập một đầu cầu trên bờ biển trong một chiến thắng được coi là chiến thắng chiến lược quan trọng trước lực lượng Nga. Đoạn video nói về những người lính ở Truyền Kỳ bắt đầu bằng việc người phát ngôn nói rằng, họ đã được triển khai đến khu vực này từ ngày 30 tháng 7 mà không luân phiên, không một ngày nghỉ. Anh ấy nói, theo chú thích trên màn hình của Qua Jason rằng, "Chúng tôi được triển khai mà không có đạn, một số không có áo giáp." Người lính xác định chỉ huy đơn vị là trung tá Oleksandr Petrovich Lasko và ra hiệu gọi anh ta là Shumay. Đại diện nhóm lính nga nói rằng, ngày qua Shumay đã buộc chỉ huy tiểu đoàn của chúng tôi triển khai chúng tôi đến các hòn đảo. Hiện tại các hòn đảo đang bị quân đội Ukraine chiếm giữ. Những người chỉ có thể bị đánh bại bằng bom FAB. Ông nói thêm rằng Shumay muốn gửi họ đến quần đảo Neva để thay vào đó, họ nên rút lui sau 4 tháng để nghỉ ngơi. Người lính tiếp tục cáo buộc người chỉ huy đưa ra những báo cáo sai sự thật về tình hình ở Korinkey, bao gồm cả việc quân đội Nga đã thành công trong các hoạt động ở đó. Người lính trong video nói rằng, anh ấy đã báo cáo ngay từ ngày đầu tiên rằng mọi thứ ở đây thực sự tốt. Anh ấy nói rằng chúng tôi vẫn nguyên vẹn, nhưng trên thực tế, trong số 3 đại đội, chúng tôi chỉ còn lại 50 người. Người lính nói thêm Hắn muốn giết 50 người trong số chúng tôi để cho dấu dấu vết của hắn. Điều này sẽ không hiệu quả. Một lần nữa chúng tôi không từ bỏ vị trí của mình. Chúng tôi đang yêu cầu luân chuyển, luân chuyển ngay bây giờ. Quân Ukraine mở rộng đầu cầu ở Karinki, đường cao tốc Olekki, Novaya, Kharkovka đã bị cắt đứt. Quân Nga khốt khoảng, các nhà tuyên truyền Nga cho rằng, đầu cầu Ukraine ở vùng Korinki thuộc vùng Kherson đã mở rộng trở lại. Đầu cầu Ukraine ở tả ngạn của sông Dnipro đã dự kiến mở rộng trở lại. Các kênh quân sự của Nga tuyên bố rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến vào khu vực làng Korinki, phía đông Kherson. Đặc biệt, phóng viên quân đội của Nga, Ripa, đã viết về cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Ukraine gần Korinki. Nhà tuyên truyền của Điện Kremlin viết, các đơn vị Ukraine một lần nữa trở nên tích cực hơn trong các đồn điền gần làng Krenki. Họ đã mở rộng được một chút vùng kiểm soát về phía Nam và chuyển lực lượng mới đến khu vực đông dân cư. Thông tin này đã được xác nhận bởi kênh Telegram, lực lượng dù vì sự trung thực và công lý, có liên kết với quân đội Nga. Cái này bảo đảm rằng lữ đoàn thủy quân lục chiến 810, lữ đoàn súng trường cơ giới 144, lữ đoàn súng trường cơ giới 26 và trung đoàn xung kích 326 đóng tại khu vực này hoàn toàn mất tinh thần. Cô đội Nga viết rằng, kể từ 21 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2023, kẻ thù đã cắt đứt hoàn toàn đường cầu tốc Olesky Novaya Kakhovka. Chúng tôi cho rằng ngày mai họ sẽ tiến về phía Olesky. Phía Ukraine hiện không xác nhận thông tin về bước tiến của các đơn vị gần kỳ. Trước đó, một lính thủy quân lục chiến Nga đã lên tiếng về tình hình khó khăn của quân chiếm đóng khu vực kỳ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư news.btv btva gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.